So the first question is, because it's a polite gesture in Russia to give the coin for a present, con giờ kia đang trang điểm kìa. Đấy, con giờ. Này con cười, tưởng nó chụp. Con giờ. Cần đang xem. Đây là các công chúa nô tỳ các công chúa kia, hai con nô tỳ bỏ mặt ra, các quay công chúa đấy, công chúa Liên ơi, Liên đấy, Liên mới rất xinh đấy. Từ góc này đẹp, chúa đẹp, à quên, nô tỳ đẹp. Trời đáng yêu, mặt đáng yêu. Ngọc nào.